Chào các bạn đã ghé thăm kênh về cuộc sống tại đất nước Papua New Guinea. Hôm nay mình sẽ cùng nhau vào rừng để mình thu hoạch cái lá của cây sago. Mình phải chọn vào những cái lá đủ già thì nó sẽ không bị mối mọt ăn trong cái quá trình mà mình lợp lên nhà rồi đó. Những cây sago nó sẽ mọc tại những cái khu vực mà mình phải có nước thường xuyên như thế này, nó hơi đầm lầy một xíu. Và trồng trong rừng sau mình đi cũng khá là xa, khoảng hơn một tiếng đồng hồ để đến cái khu vực này. Và cũng thường những cái khu vực này là người dân họ sẽ lấy nước uống, đào những cái giếng vào mùa khô, tại vì cái cây rễ cây sago họ sẽ nó sẽ giữ nước rất là tốt. Để lập một cái cây nhà gỗ như thế này mình cần phải là vài trăm cái xiên lá thì mới có thể lập đủ. Mình thấy là cách mà họ đan lá thì nó giống như là đan lá dừa nước ở miền quê của mình. Kỹ năng, kỹ thuật nó hơi khác một xíu. Và đối với lá dừa nước của mình thì cái mép lá nó không có gai, nhưng mà đối với lá cây sago thì cái mép lá nó có gai, cho nên thực sự thì khi mà mình làm cái này mình làm không quen á, và tay của mình da mỏng á, thì mình sẽ hay bị nó đâm vào trong tay rất là đau. Chị hoặc là cô này cũng làm lâu rồi cho nên là quen với công việc này rồi, tại vì tất cả các cái nhà, hầu như tất cả các nhà ở quê thì họ sẽ lợp bằng lá, nó vừa rẻ vừa mát. Và nó tại vì hầu như là tất cả các gia đình họ đều trồng, có các vườn trồng các cây sago này, cho nên là họ sẽ tự khai thác lá từ các vườn của họ. Một cái lá mà gọi là lá già đó thì mình lợp lên đó, thì mình có thể xài được 4 đến 5 năm. Chứ nếu mà lá non thì xài chưa tới một mùa thôi, giữa nắng với mưa là nó đã bắt đầu hư rồi. Đây là mình đang lợp cho một cái căn nhà gỗ.